lần lần thứ hai à? Ôi giời, lần trước là lâu chưa anh? Đó, lâu lắm ạ. Bao nhiêu thời gian rồi? Lúc trước là Năm có mấy con. á? À vậy là mới đây hả? Dạ. Sao mình lần trước mà vợ bỏ chạy? Mình cự lên thì vợ bỏ đi á, thôi tình anh Hôm giờ đó, hôm đêm hôm đó đó. lẽ giờ em muốn chặt hai cái tay em bỏ luôn cho Úi đừng luôn. chặt, đừng. Tại vì cái từ cái tay nó bị quánh vợ, có vợ thương gì mà Đấy, không chịu nhìn thương. tại cái tay đúng không? Dạ. Nghe khổ. Tại tay với cái miệng lúc mà Lúc mình mình mà nóng ấy nói là gì mình nữa. phải nóng, là phải không được nói chuyện gì hết. Lúc đã nóng rồi là không nói điều gì. Đó. Thiệt linh mà anh em lội lang thang, giờ cái kiếm vợ biết kiếm ở đâu, tiền có mà không có vợ cũng như không. Đúng rồi, vô vị luôn. Bỏ không? Đấy, bây giờ vợ đi, bỏ lấy tiền ông không kiếm được ông ăn luôn đi. Đấy, khổ chưa? Bây giờ ai làm mồi cho nhậu? Đúng không? Còn chút bạn tới vợ em đó, mới đập vợ Thắp em tay ra, nữa hai tay đi, đó. cho hai tay đàng hoàng. Chúa trời chúa đất gì cái anh đó. Ừ. Từ nay là anh thề với em. Giờ em này Ừ. hứa luôn bà, Ừ. Nhớ em nhá. lắm khổ rồi. Mình nói là riêng Nguyễn Đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là đến giờ phút này là cũng 11 giờ trưa rồi. Anh em tiếp tục quả tiếp nhận được một thông tin anh trai từ một tỉnh phải nói là rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện nào là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào anh trai nhé. Anh cho biết là anh họ tên là gì? Em tên Nguyễn Hùng Vũ rồi đó. À, anh Vũ hả? Dạ. Anh Vũ nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 46 tuổi. Anh nguyên quán ở đâu? Quê quán ấp Vĩnh Viễn, xã Long Mỹ, huyện Hậu Giang. Tỉnh tỉnh Hậu Giang hả? Tỉnh tỉnh À tỉnh huyện Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang. huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. À huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Xa hả? Anh hiện nay đang sống ở đó luôn hả? Dạ em đang sống đó là quê xứ sở em đó. Ôi xa vậy hả? Dạ. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ tại vì mấy ngày nay em vợ em nó giận bỏ em đi. Sao vợ lại giận? Tại vì em có cái chén rượu vô rồi em sút vợ em hai đá ha. Úi giờ em sút sút hai đá Hai luôn. đá vô đít. Rồi vợ em giận bỏ đi gần Nhưng nửa mà sút tháng sút nay rồi. anh sút vào đít là có đau không? Sút Dạ mạnh không? Nhưng mà lúc vợ mình say là người mình nhũn chưa, mềm chưa? chắc vợ em đang đau nó Chắc giận đau. nó bỏ đi. Anh sút là lúc này anh đi dép hay là anh đi chân đất? Chân đất anh ạ. Chân đất mình sút có thẳng cánh không, thẳng mạnh không? Dạ cũng không Hạ đâu. sút hết lực không? Dạ không. Anh được bao nhiêu ký? Em 62 kg. 62. Anh đang làm công việc gì? Em buôn bán rau cải với Muốn hành bán là mình tím. có tập thể dục không? Em không. Thế là lực sút là cũng không mạnh lắm đâu. Em nghĩ là không được mạnh. Nhưng mà dù gì đàn ông mà sút đàn bà là cũng 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 đau. Đúng không? Vợ có khóc không? Dạ. Có khóc không? Dạ có không. Khóc là đau rồi. Anh được mấy người con rồi? Dạ em mới có được người con một ạ. Ồ, sao mình sinh ít hay là mình không sinh nhự được hay sao? Tại do vợ chồng em đi buôn ba rồi cũng không có thời Buôn ba là gian buôn ba nhưng cái việc sinh con là sinh con chứ. đi buôn bán rồi sanh đứa rồi đi tới giờ luôn. Con anh là trai hay gái? Con của em con gái Gái nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi nè. Ô nhỏ vậy hả? Dạ. Anh lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ cũng mười mấy năm rồi, 13 năm rồi. Ô mẹ là mình mới lấy vợ hả? Dạ. Vậy là 30, hơn 30 anh mới lấy vợ hả? 32 mới lấy vợ. Lấy trễ mẹ hả? Ồ. Hiện nay kinh tế gia đình ổn không anh? Thế cũng được bình thường anh. Hai vợ chồng anh đều buôn bán luôn hả? Dạ. Đi chung luôn hả? Anh buôn bán công việc gì, buôn bán gì anh? Em đi bán rau gãy dao trong nhà vuông á. Là buôn bán gì? Rau cải Rau cải hả? rồi nước mắm dầu lửa nước mì đồ Nước mắm với mì. rồi gạo hấp đó. Anh buôn bán ở đâu? Em buôn bán ở Hà Tiên á. Hà Tiên là xa vậy hả? Còn vợ anh? Ủa anh cũng làm chung nghề luôn. Chung nghề luôn hả? Dạ Vậy là anh sinh năm 79 hả? Hay 79. tuổi 79 là tuổi mùi, gọi tuổi dê. Dạ. Dê này là dê 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 này của anh là dê dê ở quê Dạ. rồi, không phải dê núi. Dê núi thì nó mạnh mẽ hơn thì người ta lại không đánh vợ. Anh dê ở quê đã đi vợ. Anh có thường xuyên là nhậu không? Cũng có tâm anh ạ. Ít lắm mà. Dạ. Mình một tháng mình nhậu mấy lần? Nói lắm là nhầm khi là 4 lần rồi cho bạn. Gọi là mỗi tuần đều đều một lần đi ha. Dạ, Mình nhầm khi mà nhậu gặp bạn bè hơn ấy, thì mình mới nhậu chứ không phải là ngày nào mình cũng nhậu. Say không? Hay là Gặp nhậu em phê uống phê thôi? bia, mà uống bia thì nhậu thì xỉn thôi. Anh nhậu bia hay rượu? Gặp bia. Bia anh uống được mấy lon? Ở 10 lon. 10 lon nào mà 10 lon là em nào vừa uống vừa tắm đấy. Còn anh là 10 lon là xỉn chưa? Dạ xỉn đó. Cũng tê tê đúng Dạ. Nhầm khi trường hợp bạn bè hơn thì mới mới uống rượu thôi. Ê, khổ nhỉ. Anh thế còn vợ anh là có uống được rượu bia không? Dạ không ạ. Hai vợ chồng có bao giờ nhậu chung không? Dạ không. Không à? Dạ. Con của anh hiện nay là học lớp mấy? Con có
em học lớp 7 hả? Lớp 7 hả? Học dạ. Ngoan không? Cháu ngoan không? Dạ ngoan, cô giáo đầu điều khen hết ạ. Ồ, vậy mừng rồi. Mừng dạ. Cho anh. Hai vợ chồng anh là có đăng ký kết hôn không? Dạ có anh ạ. Có hả? Mình có cưới không? Có rồi. Cưới trước cưới lớn không anh? Dạ hồi xưa thì nói chung với quê thì cũng bình gan. Anh cho hỏi là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? À, tên của vợ em là Võ Thị Liên. Võ Thị Liên hả? Võ Thị Liên. Luyên à? Hay Liên? Liên hả? Dạ. À. Sinh 11 tháng 2 năm 90. Ồ, anh 79. À. Mà vợ 90. Dạ. 79, 80, 90. 11 tuổi á. Ở gần con giáp. Dạ. Vợ anh trẻ vậy hả? Dạ. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Vợ em thì quê quán ở Sông Đốc. Mà về giờ nhập hộ khẩu. Sông Đốc Giang. À? Dạ. Sông Đốc là ở đâu ra? Sông Đốc, Trần Hời, Cà Mau. À, Cà Mau. À. Mình quen vợ là quen ở đâu? Ở dưới Trần Hời, Cà Mau, Sông Đốc. Anh đi về làm việc ở đó hay là anh đi buôn ở đó nhập? Lúc trước là anh em làm việc ở dưới. À, mình yêu nhau lâu không? Dạ lâu ạ. Yêu quen nhau mấy năm mới cưới? Dạ 2 năm mấy ạ. Ui giời ơi, 2 năm mấy là cuộc hành trình là mình có thường xuyên đi chơi với nhau không? Lúc yêu á? Dạ có ạ. Lúc ấy nhìn vợ này có hiền không? Dạ lúc đó giờ em hiền lắm. Hiền lắm à? Lúc ấy anh có giữ không? Dạ cũng không ạ. Anh có hay đánh lộn không? Có nhau không? Không, mình có máu chiến không? Lo đi làm không ạ? À, mình đã từng đánh nhau với ai chưa? Dạ chưa. Ồ. Vậy là chính tỏ cũng hiền chứ. Nhưng mà lý lịch ở xã em gặp tốt. À, lý lịch trời tốt. Dạ. Quản lý lịch trong sạch. Dạ. Nhưng mà lý lịch đánh vợ này là vợ đã kiện bao giờ chưa? Dạ chưa. À, vợ bỏ chạy mấy lần rồi? Lần thứ hai ạ. À. Ui giời ơi, lần trước là lâu chưa anh? Dạ lâu lắm ạ. Bao nhiêu thời gian rồi? Lúc trước là có con. À, vậy là mới đây hả? Dạ. Sao mình lần trước mà vợ bỏ chạy? Mình cự lên thì vợ bỏ đi thôi chứ không có bỏ đi vòng vòng sớm đi á. Bỏ đi lâu không? Đi về thấy mình nguội rồi có về. À, nhưng mà mình có đánh không? Dạ không. Chắc không đấy? Dạ không, có chữ cãi không à. À, mình mỗi lần nhậu say về là mình kiếm chuyện. Dạ không có đâu, nhầm khi... Thế hôm đó là mới đây nhất ấy, là anh sao anh lại đá đi. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Vợ hai cái. Tại vì lý do em nói chuyện này chuyện nọ là tiền bạc. Tiền bạc sao mình thiếu tiền à? Em là không có đâu chưa đưa cho người ta mà có. Đưa cho ai? Cứ cho đưa. Là sao? Là ý anh là không bảo vợ là không muốn cho mượn đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng vợ cứ đưa. Dạ. Yeah. Là đưa cho người quen hay đưa cho người lạ? Dạ yeah, như ở sớm á. À, còn là tiền bạc là mình tiết kiệm đúng không? Yeah. Muốn dành dụm lại đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà vợ thì cứ tự động lấy tiền cho người khác mượn đúng không? Dạ. Yeah. À, sao mình không nói chuyện với vợ nhẹ nhàng anh? Nhưng mà lúc ấy em cũng có sợ rượu vô rồi, em biết rồi có rượu vô rồi. Rượu vào hả? Dạ. Rồi. Mình đúng là rượu vào mình phải kiềm chế chứ, rượu vào mà mình nóng lại như vậy là đâu có giải quyết gì. Bữa đây uống quá nhiều đi. Hôm nay anh uống là rượu hay bia? Bữa đây uống bia. Uống mấy chai? Mấy lon? Uống 11 lon, 12 lon. Ui giời ơi. Em 11 lon, 12 lon này em phải uống 5 năm quá. Dạ. Mà anh uống một bữa một. Uống như vậy là nhiều quá anh. Nên là hôm nay mình uống là mình say, mình có về được nhà không? Dạ, vậy. Anh uống là ở quán này nhà bạn? Dạ, bữa đó uống ở nhà. Nhà anh hả? Dạ. Thế vợ anh có nói gì không? Dạ không. Vợ có làm mồi cho anh không? Dạ có. Làm mồi cho anh uống luôn? Dạ. Xong mình uống thì mình đá đít vợ luôn? Dạ. Đấy, thế mình sai chưa? Dạ, em biết rồi. Vợ làm mồi cho anh uống là vợ anh quá trân quý anh rồi. Nha. Dạ. Em chưa bao giờ được một người vợ nào, em chưa được vợ là làm mồi cho để nhậu bao giờ hết. Nha. Dạ. Nó cho nhậu cái lịt ấy, nó ở đây mà nhậu. Mà anh được vợ làm mồi nhậu, hôm bữa là vợ anh làm mồi gì anh nhớ không? Ấn tượng không? Dạ. Làm mồi gì mà ngon vậy, mà uống say vậy? Dạ. Hôm nay làm mồi những mồi gì anh nói nghe. Dưới thì dùng biển thì tôm cua đồ. Nướng hay gì? Luộc làm lẩu đâu đó. Ôi giời, một mình vợ làm. Dạ. Anh thấy vợ làm lẩu, làm mồi nhậu dạ. Vất vả không? Mệt không? Dạ em cũng biết mệt nhưng mà em biết rồi. Anh hôm bữa là anh vợ anh làm lẩu cho mấy người uống? Dạ hai bạn em với em. Là ba người. Dạ. Anh thấy là vợ anh rất quý các người bạn, tôn trọng anh, đúng không? Dạ. Tôn trọng chồng, quý bạn, dạ. Để cho chồng vui, đúng không? Dạ. Bỏ công, bỏ sức, không được ăn, mất công, mệt người, tốn nhiều thứ, mất công dọn bàn và thậm chí rửa chén, dạ. Phải không ạ?
để làm mồi cho anh và cho các bạn anh nhậu. Đồng ý là đến giờ phút này cái câu chuyện đã xảy ra. Ý em nói là đây không phải trách anh, bởi em không có tư cách để trách anh cả. Nhưng em đang giải thích cho anh là vợ anh phải nói là một người phụ nữ rất đảm đang, chịu khó. Em không biết là quan tâm trước đây người ta như sao, nhưng người ta rất thương anh, đúng không? Vì vậy mới làm mồi nhậu cho anh. Em chưa được người nào làm mồi nhậu cho bao giờ cả, trừ giả cho quán, đúng không? Thế còn được vợ làm mồi cho nhậu thì anh quá hạnh phúc rồi. Mà anh không trân quý, anh nhậu vợ cho nhậu như thế là mình phải biết điều là hôm nay mình phải thương vợ. Mình nhậu xong là mình phải tự dọn, rửa bát, rửa chén cho vợ. Bởi vợ phụ mình nó có mồi nhậu, mình ăn uống lo say rồi thì mình phải dọn, đúng không? Yeah. Nhưng mà chắc là ngắc cần câu ra đá đít cho vợ hai cái. Yeah. Thế là mình mượn cớ là lúc ấy là đá đít vợ là bạn, các bạn còn ở đây không? Dạ, yeah, lúc các bạn về hết ạ. Ờ, thế là đá đít vợ, thế là vợ khóc hù luôn. Thế là vợ đã bỏ đi luôn hả? Dạ. Yeah. Bỏ đi ngay trong đêm. Dạ. Yeah. Lúc bây giờ mấy giờ đêm? Dạ, yeah, lúc đó cỡ 7 giờ mấy, 8 giờ, 8 giờ. Ui giời, vậy là anh nhậu từ mấy giờ? Em nhậu cỡ lúc 4 giờ mấy. 4 giờ mấy chiều? Yeah. Đến 8 giờ. Yeah. Gọi là 4 tiếng. Yeah. Xong rồi đá đít luôn. Dạ. Yeah. Mình có đập bán, đập bát, đập chén gì không? Dạ, không anh ạ. Hàng xóm có biết có can không? Dạ không, tại vì cũng im điềm mà thích tích một hai cái này cũng im điềm mà. Ôi giời ơi. Giờ em giận thì gọi. Anh đá như vậy là anh có thấy xong rồi anh có thấy thương tội vợ không? Dạ tại vì em nói anh là lúc vợ mình có rồi mà mình không biết giữ. Ừ. Mà lúc mình vợ mình đi rồi thì rồi lúc đó mình biết suy nghĩ ra là những cái lỗi lầm của mình đã sai lầm rồi. Nhưng mà thật ra giờ không còn ăn năng gì kịp nữa. Bây giờ là bây giờ là trễ rồi đấy. Yeah, em yeah. Thấy anh là một người đàn ông nóng tính ấy. Em nhìn mắt của anh là con người nóng tính. Nhưng mà nóng tính thì đồng ý là đàn ông thì cũng có tương đối rất nhiều người nóng tính. Ở đây em không nói chuyện là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà em thấy anh là nóng tính. Nhưng mà nóng tính đôi khi mình biết kiềm chế. Yeah, mình biết cái tật của mình là nhậu xong rồi mình hay nóng cái này, hay kiếm chuyện này thì mình phải lui đi. Yeah. Mình nhịn đi chỗ khác. Khi nào hết rượu hoặc là bình thường hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Chứ mình nóng này thấy sai chưa? Em thì nói chung mười mấy ngày nay rồi, em biết lỗi vợ em rồi, em cũng sửa đổi. Vợ đi là bao nhiêu ngày rồi? Vợ em đi năm nay cũng là 15 ngày. Ui giời ơi. Vậy là hôm đó con anh có ở nhà không? Dạ không, giờ con em thì ở trên nhà. Không, em... hôm đó đó. Không, ở trên nhà Hậu Giang, em thì dưới Hà Tiên. À, con anh không biết. Dạ, không biết. Hai vợ chồng mà bỏ đi xa quê lẽ ra mình phải thương nhau chứ anh? Đúng không? Dạ. Mình gọi là có gì đó, có nhau đêm tâm sự, mình trò chuyện, mình xa quê thì mình gọi là đi kiếm sống đúng không, kiếm tiền kiếm bạc nuôi con nuôi gia đình. Yeah. Trời ơi, vậy là vợ bỏ đi hôm đó là vợ có nói điều gì không? Có nói yeah. Tôi cho ông hết không? Dạ yeah, không ạ, tại vì vợ em đi đó là nó cũng nó tạo cơ hội cho em ngày rồi còn mới đi ạ. Ê khổ, thế vợ hôm đấy đi là đem theo những cái gì? Là đồ đạc của vợ, cái xe khổ. Xe gì anh? Xe rút đẹp đi ạ. Xe rút FI, biển số mấy? 68F10330 ạ. 68F1 không mấy? 03330 03330. Dạ. Ồ, 68F1. Dạ. Bản số Kiên Giang. Dạ. 68F130003. Xe màu gì anh? 330. À. 03330. Rồi, biển màu gì anh? Màu đen đỏ. Vợ anh cao mét mấy? Dạ em cao có 1m72. Ui giời ơi, 1m72 người mẫu đồng ơi, này ông thương. Anh cao mét mấy? Em cao 1m67. Đấy, nhìn biết là anh thấp hơn tôi mà gặp vợ ngon vậy mà nó không biết thương. Vợ anh không khác người mẫu. Đẹp cái, dễ thương, dáng cao, chân dài tới lách. Lẽ là mình bị thương, đúng không? Dạ. Ở khu vực anh ấy hoặc những người bạn anh lâu lâu có nói chuyện à? Vợ mày đẹp gái, vợ mày dễ thương không? À, nói chung vợ em mới sống sống hiền ở dưới bà con, người lớn người nào cũng thương quý hết. Đấy, thấy chưa? Thế mà mình không quý. Dạ. Yeah. Hàng xóm người ta còn quý mà mình lại không quý. Tại vì em cũng nói anh về em không biết tâm sự đây hết cả. Tâm sự với vợ, vợ cũng không nghe. Giờ chỉ biết tâm sự với anh. Với mấy anh ngoài đời. Tối đến là thường thường là hai vợ chồng có ngủ chung không? Dạ, ngủ chung không ạ. À. Ai ngủ trước? Dạ thì nói chung nghe vợ chồng vô trong đó thì bạn ai coi điện thoại rồi bạch nói. Vợ anh coi điện thoại là coi cái gì? Miễn rằng rất tốt thì chứ. Tốt tốt hả? Chứ không có gì rồi 2 giờ vợ chồng thức đi lấy đồ. Thức đi lấy đồ trùng nhau, mấy giờ thức? Dạ 2 giờ. 2 giờ đêm? Dạ. Vậy là tối mấy giờ ngủ?
Nhằm khi vợ chồng em ăn chiều ăn cơm nước rồi nhằm khi em đi chơi là Ngủ luôn mình nằm coi điện thoại hồi thì sập cùng là ngủ. à, là khi nào ngủ là ngủ Dạ. à. Vợ anh có bao giờ nói là đi chơi hoặc đi đám cưới đâu một mình không? Dạ không ạ. Vậy là không bao giờ rời xa anh. Dạ em hồi đó giờ đi đi đâu hỏi Ừ. có vợ có Anh chồng. nói thật trong đây. Dạ. Vậy là rất ngoan đấy. Dạ em đi đâu có vợ có chồng chứ nhầm khi đi đám em kêu đi ơn còn không đi. Đó, chính là vợ rất thương chồng đấy. Anh có thường xuyên là hôm nào rảnh mà không may chợ búa thì anh có chở vợ đi chơi không? Có nhầm khi em ngủ vợ em đi ra Hà Tiên rồi cũng đi lâu lâu cũng đi đâu làm vậy. Nghe vợ ngoan quá trời ngoan là mà anh không trân quý này. Khổ quá. Thì bảo Bây vậy giờ thì vợ đi rồi, bây giờ biết kiếm ở đâu. em bây giờ Bây giờ mình lấy vợ khác được không? dạ không ạ Sao? tại vì em giờ còn nghĩ con cái của em nữa thì vợ của em nữa em thương vợ em chắc không lấy Nếu người nào khác ạ. không thì anh em sẽ tìm cho anh người vợ khác. Dạ không ạ Hả? Tìm vợ trẻ hơn. dạ không Đấy, thế mà mình không biết thương, thấy chưa? dạ. Liệu khả năng của anh, theo anh ấy, bây giờ anh có kiếm được vợ nào giống này không? Đẹp này Dạ không không? đâu ạ. Khó. Ừ. Khó đúng không? Dạ Đấy. Bây giờ mình hối hận chưa? em nói chung anh á là em bây giờ em tình hối hận nhiều lắm rồi Đấy. bây giờ em xin lỗi vợ 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 vậy với chồng đi vì con mình không mà em mà thôi cứ anh là nghĩ đi anh hứa không dám gì nữa đâu Tội quá. ổng rồi anh lỗi kiếm em ngoài trời như khùng không gặp em rồi giờ này anh mới gặp mấy anh này không biết được kiếm được em không nữa tha cho anh bây giờ một lần này nữa thôi anh không dám nữa đâu vì con mình đi ra anh giờ cũng kiệt sức lắm rồi ngủ nghiêng bà lề sáng thì chỉ lội lang thang vậy thôi chứ không biết gặp vợ ở đâu không nghiêm gì với chồng bây giờ. Hôm đó đánh mình đánh vợ xong mà mình có thấy thương không? Em giờ nhiệt tình anh Hôm giờ đó, hôm đêm hôm đó đó. lẽ giờ em muốn chặt hai cái tay em bỏ luôn Nhưng cho đừng luôn chặt, đừng. tại vì cái từ cái tay đó bị quánh vợ có vợ hương gì mà Đấy. không chịu nhìn thương Tại cái tay đúng không? giờ Nghe khổ. tại tay với cái miệng mà giờ Lúc mình mình nóng ấy khổ là gì mình phải nóng là phải không được nói chuyện gì hết. Lúc đã nóng rồi là không nói điều gì. nữa. Đó, mình phải bản lĩnh như vậy. Nóng tính như là không nói điều gì hết. Ngày mai tính. Hôm đó là sao vợ anh đi anh không cản hay là vợ trốn? Dạ đi cũng trước trực tiếp luôn nhưng mà em ngủ ngủ vô em nằm tính nó khổ không đi Tưởng là vợ hù nữa đúng không? dạ Ai ngờ cô ta đi thật. giờ đâu giờ em đi luôn rồi tới giờ luôn em không liên lạc được gì hết Phụ nữ là gan người ta to lắm anh ơi nha. Khi một người phụ nữ người ta quyết định đi dạ là người ta rất gan. Dạ. thì cổ đời em ở ngoài Hà Tiên 2 ngày tính cho em năn nỉ rồi em Mà cũng không năn nỉ rồi cổ mới mình đi vẫn Sài làm cao Gòn luôn. dạ Úi giời ơi. Chính chọn là vợ đi là vợ cũng tính là để cho chồng đi kiếm đúng không? dạ Mà mình không thèm kiếm. dạ Gọi là cô đi tôi kiếm vợ khác. Nhưng đến giờ phút này thực sự hối hận rồi đúng không? dạ Gia đình vợ anh có biết chuyện này không? dạ biết anh ạ Gia đình vợ nói chuyện làm sao? thì gia đình ông người vợ em thì cũng khuyên vợ em đi thôi Khuyên sao anh? khuyên nó quay về với con với cháu Ê, con anh biết chưa? con em biết ạ. Ui giời ơi Bây này giờ này. nó liên lạc qua mẹ con em giờ nhắn tin là qua con em rồi mới gửi lên mẹ nó Này con anh có buồn không? con em buồn lắm em Chắc chắn là mới buồn. giờ em mới đi kiếm vợ này Thế mà không biết khổ. kiếm ở Thế đâu mấy ngày đây là nửa tháng này anh có buôn bán được cái gì không? không anh ạ Thiệt em hại luôn bán à? mấy ngày rồi về có tiền lộn ta rồi em nghĩ vừa Ui anh về giời với ơi con anh ông luôn ơi, ông bán hàng lại cần tiền lộn thế này, tư tưởng không thông này, làm sao mà bán được hàng được. Khổ chưa? Bây giờ mình có hứa là chắc chắn là mình hứa là mình xin thề là từ nay mình không tác động vật lý vào ông. em hứa biết sau này mà giờ em cứ về em hứa là em có hành động gì vũ phu nữa trời chu đất việt em đi em tội lắm rồi em Là vợ để bỏ vợ đi luôn là phải giáng chiều nha, không kiếm nữa nha. Được không? giờ thì nói chung Anh bây giờ là trước mắt là anh xin đỗ vợ, sau đó là anh nói chuyện với bên gia đình vợ, ba mẹ vợ để hy vọng là ba mẹ vợ giúp anh xem video này để có thể là tác động nói chuyện với con gái để có thể là vợ anh suy nghĩ lại và anh quay trở về với anh tiếp tục sống để nuôi con. Rồi mời anh lên tiếng. Nói rõ ràng lên. tại vì giờ em nhờ mấy anh nó chỉ cần biết địa chỉ của vợ em lại gặp vợ em ăn năn rồi nỉ xin lỗi lên rước về
Thế giờ em ổng là em lội đi kiếm lang thang ngoài đường 12 giờ trưa giờ ác nào em cũng lội đi kiếm mà không có gặp ở đâu hết tất cả. Rồi nhờ ở đây gặp mấy anh thì em mới nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em, ráng tìm được địa chỉ vợ em rồi cho em lại năn nỉ cổ, rồi vì cái chuyện gì em cũng chịu hết. Mình phải trân Rồi em quý rước nhá. vợ em về sống với con cái rồi ở đâu thì cũng một cảnh hay quê khó lắm anh à. Hai sao mày con mình khổ không à, cũng vì cha vì mẹ mà con khổ, em mới lặn lội đi kiếm vợ. Cái hai nữa là em thương vợ em quá trời, em chịu không nổi em mới đi lang thang như khùng, Khổ rồi mới quá. gặp mấy anh này, mấy anh cũng nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em. Rồi bây giờ anh nói chuyện với ba mẹ vợ đi, để ba mẹ vợ nói chuyện giùm. Dạ bao giờ vợ em cũng có nói rồi, Anh bây giờ anh nói đi, ba mẹ vợ đang xem đây nè. Để ba mẹ vợ nói phụ. ba ơi giờ mấy anh em vợ ơi miếng có cái clip này á thì em mới năn nỉ vợ anh giùm tiếp anh, cũng vì cháu mình hứa anh một lần đi chứ anh giờ anh khổ lắm, anh như khùng làm một chút mà nói anh ơi khổ quá chứ khổ. Quá thường thật đấy, lúc mình đánh mà lúc mà mình giơ chân giơ tay lẽ ra là mình suy nghĩ lại nhẹ nhàng thôi, thì mình không có hành động như thế nữa chẳng hạn, thì vợ giờ nhẹ nhàng vợ đâu có đi, thấy thương không Bởi vì em nói với anh lúc có mà không biết nâng niu, lúc đấy. không có rồi mà đừng kiếm đi tìm Đấy giờ biết tìm ở tìm ở đâu, đâu mà gặp khổ không có dịch ra giữ vợ quanh vợ với anh đừng có làm gió trước với em nữa, đấy. em khổ lắm rồi mấy anh thanh niên ơi, có vợ mình vợ nói gì nghe nấy đi, thà mình nhục với ai cày Đúng mẹ rồi, đừng nhục gia đình nữa. đúng rồi, tối vợ cho làm cho ôm là được rồi. Chứ như em giờ thiệt tình mà anh em lội lang thang giờ đi kiếm vợ biết kiếm ở đâu, tiền có mà không có vợ cũng như không. Đúng rồi, vô vị luôn, khổ không đấy. Bây giờ vợ đi, bữa ấy tiền ông kiếm được ông ăn luôn đi đấy, khổ chưa. Bây giờ ai làm mồi cho nhậu đúng không, bây giờ chẳng có ai làm mồi cho nhậu hết đấy, bây giờ có thèm không dám nhậu. Từ hôm vợ đi là có uống rượu nữa Dạ không ạ. không, ừ, bỏ rượu được không, Dạ vợ về kêu gì em cũng làm hết chứ đừng có nói là kêu em chết em còn chết nữa, đừng cái chị ừ. bà đó. Vợ bây giờ về là ví dụ kêu mình nấu cơm mà giặt đồ là mình có chịu không. Chuyện ở nhà với em cũng làm những chuyện đó bình thường à. Ừ, nhưng bây giờ là phải tự nguyện hơn nhé, không được hành động cử chỉ, không được mặt nặng mày nhẹ, không được đá thúng đá lia gì, đá thùng đá chậu gì nhá. Giờ em sống với Rồi hứa con vợ, chị xin giơ tay xin thề, hứa với vợ là anh thề với vợ em thấy được. sau này mà em còn chúc bạn tới vợ em nữa, quên đập vợ Thắp tay em ra cho hai em tay đi, cầu cho hai tay đàng chúa trời chúa đất gì cái hoàng. Ừ, từ nay là anh thề với em. giờ em này Ừ. hứa luôn rồi Ừ. Nhớ em nhá, lắm khổ rồi. mình nói lời phải giữ lời nha. Rồi Không đánh vợ đó, tội nghiệp quá. Ôi trời. nhắc với mấy anh à, mình ở ngoài cười Khổ tao quá. cười sao cười đi, Ừ. vợ con mình nói gì mình Đúng rồi. nghe nấy anh à, Vợ bỏ con trâu bỏ là con một bò, người vợ vợ ví dụ cái lo con lắng trâu gia mà nó đang đình bò qua con bà, nó đang đi qua nhà mình ấy. Vợ bỏ con bò là mình cũng phải gật nữa chưa? nói ra Ừ. là một người vợ biết lo lắng gia đình, nói gì thì mình nghe cái nấy đi mấy anh, Đấy. đừng có lại khổ với em, giờ em khổ lắm. Đấy, mấy chục năm mà được sống bên vợ, bây giờ này tự dưng lại sống một mình như này, thế là nửa tháng này là ở một mình nhà, ai nấu cơm anh ăn hay là Dạ cơm quán. em làm tự lo mà ăn uống Ừ. gì đâu, Lúc trước nhiêu ký mà giờ còn là ốm vậy, mất hôm nay với em cân hết nó mất mẹ hết 5 kg rồi. nguy giời. Cái này mà vợ đi một tháng này mất bố 10 kg, tội quá, thấy chưa, khổ không. Rồi bây giờ thì hứa với vợ rõ ràng đi nhá. Đấy. Vợ về với anh đi vợ, Đấy, anh khổ nhớ không, em lắm. khổ không, vợ đẹp gái trẻ măng này, vợ trẻ dễ thương quá, khổ quá. Giờ anh hứa em anh hầu rồi. Em quỳ lại đây được cũng được bây giờ. Tội nghiệp quá. Rồi hôm nay anh từ gọi là từ Hà Tiên để về Bình Dương, nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Thì câu chuyện là mọi vấn đề hiện nay nó đã xảy ra rồi, không may vợ đã bỏ đi rồi, mình đã đít hai cái. Thì hôm nay anh có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ Dạ giờ em còn cách này nữa thôi mới tìm được không? gặp vợ thôi. Dạ, em đồng ý ạ. Ừ. Rồi, cố gắng bình tĩnh nhá, về tiếp tục công việc.
Giữ gìn sức khỏe anh em ạ. À. Em chỉ cần cái địa chỉ em gặp vợ em năn nỉ rồi em quỳ lại. Rồi anh em sẽ tìm. Nào ha hứ về rồi em mới gặp được cái là phải ôm vợ ngay nhé. Dạ dạ. Anh nhớ em lắm, anh yêu em nhiều. Nếu gặp vợ em không cho thoát khỏi bàn tay. Không thể thoát khỏi bàn tay được. Anh tha thiết yêu em. Anh nguyện yêu em cả cuộc đời này. Từ nay đi anh không bạt tay em nữa. Nhá. Dạ. Rồi được rồi, anh em sẽ kiếm trong một là hai ngày nữa nhá. Dạ, em rồi. Không mấy anh ấy giùm ơn giúp em tại vì đường xa xôi trên này. Rồi. Chi phí em cũng hơi cạn kiệt rồi. Rồi, cố gắng anh em sẽ tìm cách cho nhanh nhất nhá. Dạ dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện tiếp theo, một anh trai hiện nay từ một tỉnh rất xa, từ Hà Tiên, gọi là cuối vùng trời của Tổ quốc về đây nhờ anh em ở Chim Dương quy hình đăng tin thì vợ. Đây câu chuyện là mâu thuẫn thì không ai mong muốn nhưng đến giờ phút này câu chuyện đã xảy ra rồi. Anh trai thì hiện nay cũng nhận được lỗi lầm là mình rất sai. Vợ làm mồi cho nhậu và cho bạn nhậu, uống say bí tỉ là đá sút cho vợ hai cái là vợ bỏ đi luôn. Đến giờ phút này anh trai mới hối hận mới quay về đây để cầu xin, mong muốn là vợ tha lỗi cho mình để hy vọng là hai vợ chồng tiếp tục lại sống với nhau để nuôi con. Rồi cuối video cho phép công trần xin là thay mặt các anh em nghệ sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.